trước thềm xuân năm Kỷ Hợi vào ngày 24 tháng 1 năm 2019, sư cô Thích Nữ Huệ Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Bửu, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã tổ chức trao tặng 70 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn xã Vĩnh Trạch. Chia sẻ tại buổi trao quà, thay mặt cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, sư cô Thích Nữ Huệ Liên, tịnh xá Ngọc Bửu gửi lời tri ân đến quý Phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ cho những phần quà rất ý nghĩa cho người khuyết tật, hộ cận nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019 được vui tươi, ấm áp. Và sư cô trụ trì cũng gửi lời chúc đến người dân địa phương đón xuân trong niềm an lạc, sang năm mới nhiều sức khỏe, chí thú làm ăn, sớm vươn lên thoát nghèo và có nhiều đóng góp cho địa phương, cho xã hội. 70 phần quà Tết đến cho người nghèo, mỗi phần gồm gạo, mì, dầu ăn, nước tương, trị giá gần 300.000 đồng. Tổng kinh phí cho chương trình này là 21 triệu đồng, do sư cô Thích Nữ Huệ Liên vận động Phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp. Được biết trước đó, sư cô trụ trì tịnh xá Ngọc Bửu vận động mạnh thường quân trong và ngoài nước phát 70 phần tại các tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp.